Tức là sau khi giác ngộ, Ngài biết là không có ngã mà Ngài vẫn xưng là ta là Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì đơn giản, trong kinh, trong Tương Ưng á, có lần một vị trời xuống phàn nàn với Đức Thế Tôn như thế này. Tại sao Đức Thế Tôn giảng dạy về giáo lý vô ngã nhưng mà chư tỳ kheo thì vẫn còn xưng hô với nhau, nói chuyện với nhau, như là có người hỏi đây là cái y của ai, đây là cái y của tôi, đây là cái bác của ai, đây là cái bác của tôi. Đấy thì Đức Phật nói như thế này nè: đối với những người đã diệt trừ hoàn toàn các ô nhiễm thì vị ấy ý thức rõ rằng nó chỉ là cái pháp chế định để mà xưng hô, để mà nói chuyện với nhau mà thôi, cho nên vị ấy có quyền và được phép nói là ta và của ta, nhưng mà vị ấy ý thức được nó có ý nghĩa như thế nào. Vị ấy hiểu được nó chẳng qua là nhân chế định, bởi vì loài người cần tiếp xúc với nhau, cần ngôn ngữ để mà giao tiếp với nhau. Còn nếu như mà nó vắng bặt hết các ngôn ngữ, tức là vắng bặt hết các cái danh từ chế định, thì chúng ta giao tiếp với nhau bằng cái gì? Chúng ta không có cái từ gì để chúng ta giao tiếp hết. Cho nên vì loài người cần phải giao tiếp với nhau, cho nên Đức Phật vẫn dùng những cái danh từ như là ta là Như Lai để mà giao tiếp, nhưng mà Đức Phật hiểu cái bản chất của nó là cái gì. Còn phàm phu chúng ta đấy, do chưa có đoạn trừ được những ô nhiễm, cho nên khi chúng ta nói là ta là của ta thì tự nhiên chúng ta có sự dính mắc, có sự bám chấp vào đó.